tiếp tục bông cá. Cảnh phát. Hai chín ba mươi đang nhân rồi. Nhiều giá. Con này đè rồi. 29 này không có cửa con này à. Chưa lỗi đâu. Con này luôn con này. Vô giọng tháo các loại á. Đấy, vô. À, cho cái ống. Có cái ống rồi, có cái ống khỏi lên. Vô. Con cái ống khỏi vô quá. Kia bái cho nó ra lại đi. Thả nương cho ra ngoài đi, đừng có ép vào trong. Đứng rồi bái qua bên kia này cho nó ra ngoài chứ. Bảy lên. Rồi mình cứ ép cố lấy nó. Nó võng khó lên. Nó há vật này nó nhúng nước nặng. Cái cục mình CT mai lên anh bên này cá thả toàn Hugo không à, lên lượm vài con về anh Huỳnh CT này.
ép lên thì số lượng nó có hạn đấy, cứ phải gắng gắng ép cho nó lên để còn bắt con khác. Chứ quất con này không mà sẽ bắt được con nữa rồi đấy. Ép đi, nó đang vào ổ của mình mà. Em muốn tự cầm dây kéo lên. Không, rồi mãi cũng đau rồi. Còn nãy giờ coi con không biết đâu. Cứ đi. Rồi nó phờ ra rồi luôn. Ép không dám ép. Không được. Anh quan trọng là anh ép nó lên nó đuối lắm rồi ấy. Em thấy nó đuối lắm rồi. Anh không dám ép chứ cái dây này nôi nãy giờ nó phờ hết rồi. Như Duy nó cầm chục một kéo rồi. Phải. Bắt người bắt con khác gì đâu, cá đang vào ổ. Nắng hai con rồi. Đổi cái cần kìa. Gương người lên giống. Thôi, con này 29 thì không có tuổi rồi. Bằng con kia không? Con này nên tầm 3 ký 3 ký 4. Ngay cắn ớt rồi. Không biết chiều sao thôi. Ôi, 39 luôn. 3910 đừng nhấn xôi. Ôi. Bảo rồi, 29 làm gì có tuổi. 39 à. Rồi, chỉ có hàng 3 gặm xôi, hên hên thì mới gặm thôi. Chỉ có 4 ký đây rồi mới nó chưa ăn. Rồi lại tiếp tục báo cá cho Tâm. Rồi xôi chắc đang dẫn 3910 nhá. 3910 của con này cũng không đùa được nhưng mà cũng tầm 39. Nó cũng loanh quanh tầm đó thôi. Rồi bóng cái là chúng ta rồi. Ôi giời ướt mặt. Ôi giời ơi. Con mày mắc dạy quá. Mất cái nhất ngày rồi. Ôi thôi rồi, ôi giời ơi. Ôi tôi thả đi. Ôi. Ôi tôi nhà con cá này đâu đi bay. Ôi ôi. Con này 8 kg. Hôm qua con kia mà. Con này phải 7 8 kg. Nhẹ nhàng thôi. Ôi. Tình luôn. Ôi thôi 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 thôi. Ôi khoảng 8 kg. Con này 18 cân. Ôi mẹ mày. To hơn con 7 cân hôm qua. Con này hôm nay hôm qua cũng chi nhầy. Sao đéo ăn mì nữa. Giấu rồi đéo ăn mì nữa. Tiếp tục bông cá cho đi. Sẽ mời anh Bin ơi. Em xô đây anh Bin. Tiếp tục bố cá.
chú nhé. Nhé. Dính rồi. Nó sao đâu. Chứ có mắc lưỡi mà. À, con mắc đuôi. Đã lên để nhé. Nó để ảnh đến người ta. Em đi vào. Rồi. Rồi tính đâu tôi đang dẫn vào bay nhé. Bỏ gõ thôi. Tôi đang vào bay rồi. Lại về bỏ gõ. Rồi. Rồi bốc cơ. Bốc cơ, bốc cơ. Cái này họ chịu sao lỗi. Mày xúc kìa nằm hót gơ. Ôi. Không có vật gì đâu. Ôi giời. Ôi giời. Cả gà hết bố bắt phở rồi. Đây cũng đang sắp sửa vào rồi. Có bọc cái bọc nữa nè. Mày cho phê mày luôn. Đúng cho nó. Đang lại đi. Gì gì gì. Có bọc cái cáo bọc nặng quá. Có bọc chỉ 3-4 kg nè. Đi tìm ra vợ. Rồi. Đó, chưa có dép. Rồi, tiếp tục bốc cá cho Hải nhá. Đây là chỗ này. Anh ơi, đổ bắt lầm rồi. Đang chọn mồi. Anh sẽ ngủ. Đang chọn mồi. Chưa, đấy. Thôi mà.
đây. Là tiếp tục bóc cá. Nhưng mà vẫn chưa có dép. 7 giờ mới bắt đầu nhá, có dép nhá. Con cá bây giờ là vẫn được. Cá bây giờ là vẫn được tính cá ngày thôi. Và vừa 7 giờ là vừa có xôi vừa có cá ngày và cả vừa có cá khoan luôn nhá. Bây giờ chỉ có cá ngày thôi. Anh em cứ tích lũy nhiều cá vào. 2, 3, 4, 5 con rồi. Là 6 con rồi. 6 con rồi mấy người? 6 con 6 người. À 6 con 5 người. Đúng mình ăn được 2 con á. Ừ. Rồi, sao? Ờ có. Có. Rồi, rồi hãy ra đi ra để cho anh bắt cá giãn hết rồi. Buổi sáng mà nó mê đâu không có cá. Có. Liên hệ anh Duy. Tung cho bác Vinh với bác ấy à, bác Vinh với bác Tấn à. Càng à, càng ra là đúng rồi, là kiểu như là thể dục ấy. Còn thể dục kia là chỉ có nhịp điệu thôi, còn đây là hơi bị nhiều nhịp vào. Sao tí chưa lên luôn hả? Chưa lên gấm. Rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Cân để tính nhất ngày đây anh. Mình cứ cân đi, có cá lớn là mình cứ cân. Nó còn 2 phút nữa. Vậy có một con là 3 năm à? 3 năm 40 rồi. 3 năm 40 là đã bị bỏ giỏ rồi. Lập đè. Chưa. Đây anh. Thì anh cân xong anh không bỏ giỏ, anh bỏ đâu? Thì có cân bỏ giỏ chứ đã được cái gì đâu. Hả? Cân được. Hôm qua thả 8kg thì hôm nay phải lấy lại 8 con chứ anh nè. Đó, đây bên này hô. Qua wow, gần giang nuôi tôm về. Ừ. Bao nhiêu anh thế? À, không dám ấy mạnh dưới cần giang luôn. 34 thua.